Cầm một ca giờ chắc chẳng ăn được gì ở Sài Gòn đâu nhỉ? Ai nói một ca không ăn gì được ở Sài Gòn? Ai nói? Ai nói? Tao nói nè, một ca thì ăn được gì ở Sài Gòn? Mày không tin á? Tao dắt mày đi. Tao không tin đâu. 24 giờ xin mắt xin chào. Ở đây một ca có mua được gì không chị? Một ca đâu mua gì được đâu em. Nói mà một ca mua được gì được không? 3 ca thì được. Khuyến mại siêu khủng, vẹn chỉ 3 ca. Hầu chị 6 ca, luôn tươi như nụ cười mối tình đầu của bạn. Chế biến và dùng tại quán chỉ trong 3 phút. Tới 24 giờ xì mắt để chị chứng ngay nhé. Mười đến.